Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại huyện Phù Cừ, cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thế, 97 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ Nại Khê, Đảng bộ xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Đồng chí Nguyễn Đức Thế nguyên là Đảng ủy viên, chủ nhiệm hợp tác xã Tiên Tiến. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Thế đối với Đảng. Đây không chỉ là vinh dự tự hào của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Đồng chí chúc đảng viên Nguyễn Đức Thế luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.